Dạng thứ hai của chúng ta là dạng về phản ứng của rượu với kim loại kiềm. Thứ nhất, về phương pháp làm bài và những lưu ý quan trọng, thì chúng ta có chương trình phản ứng dạng tổng quát với rượu ROH tất cả N lần. Tác dụng với natri sẽ sinh ra muối alkylat natri và giải phóng khí hydro, chương trình như ở trên hình vẽ của chúng ta. Nếu ở đây chúng ta lưu ý có một số lưu ý sau, là nếu rượu mà đơn chức thì chúng ta sẽ có là số mol rượu phản ứng bằng số mol natri phản ứng và sẽ bằng 2 lần số mol hydro giải phóng ra. Trong trường hợp hai rượu là kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thì chúng ta nên dùng công thức trung bình để giải cái dạng bài toán này. Thứ ba, phương pháp tăng giảm khối lượng. Xét trong trường hợp này thì cứ một mol NaOH phản ứng thì khối lượng chất rắn tăng lên sẽ là delta M lớn bằng 23-1 bằng 22 gram. Đồng thời sẽ giải phóng ra 0,5 mol hydro. Dựa vào số mol hydro sinh ra, chúng ta có thể xác định được số mol của NaOH và từ đó tính được số mol rượu. Bên cạnh đấy thì chúng ta cũng nên kết hợp sử dụng các phương pháp bảo toàn như bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố khi làm bài. Và có một chú ý đó chính là lưu ý đến cái hiệu suất của phản ứng và trường hợp chất dư. Chúng ta xét qua một số thí dụ sau. Thí dụ thứ nhất, cho natri tác dụng hoàn toàn với 18,18 gram hỗn hợp hai rượu no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng sinh ra 5,6 lít khí hydro ở điều kiện tiêu chuẩn. Công thức phân tử của hai rượu là A, C3H7OH và C4H9OH, B, CH3OH và C2H5OH, C, C2H5OH và C3H7OH và D, C4H9OH và C5H11OH. Vì rượu là đơn chức nên chúng ta hoàn toàn tính được số mol rượu sẽ bằng 2 lần số mol hydro giải phóng và sẽ tính ra bằng là 0,5 mol. Gọi công thức chung của hai rượu là CN trung bình H2N trung bình cộng 1OH. Chúng ta có khối lượng mol trung bình của hỗn hợp rượu sẽ bằng là 14N trung bình cộng 18 bằng khối lượng của nó 18,8 gram chia cho tổng số mol của hỗn hợp là 0,5 mol bằng từ đấy chúng ta sẽ tính ra được N trung bình bằng 1,4. Thế thì với N trung bình 1,4 thì số nguyên tử carbon của hai rượu sẽ có một rượu là có một carbon và một rượu phải là hai carbon. Do đó hai rượu ở đây của chúng ta là rượu CH3OH methanol và C2H5OH ethanol. Do đó đáp án cần lựa chọn ở đây là đáp án B. Thí dụ thứ hai, cho 1,24 gram hỗn hợp hai rượu đơn chức tác dụng vừa đủ với natri thấy thoát ra 336 ml khí hydro ở điều kiện tiêu chuẩn. Hỗn hợp các chất rắn chứa natri được tạo ra có khối lượng là bao nhiêu? A 1,9 gram, B 1,585 gram, C 1,93 gram và D 1,57 gram. Số mol hydro chúng ta tính được ngay là bằng thể tích của nó chia cho 224 bằng là 0,015 mol. Do rượu là đơn chức nên chúng ta cũng có số mol natri phản ứng sẽ bằng 2 lần số mol hydro sinh ra sẽ bằng 0,03 mol. Theo định luật bảo toàn khối lượng thì khối lượng của rượu cộng với khối lượng natri phản ứng sẽ phải bằng khối lượng của hỗn hợp rắn tạo thành và khối lượng hydro thoát ra. Từ cái biểu thức này chúng ta rút ra được khối lượng của chất rắn sẽ bằng khối lượng của rượu cộng với khối lượng của natri phản ứng trừ đi khối lượng của hydro. Do đó khối lượng chất rắn sẽ bằng khối lượng của rượu là 1,24 cộng với khối lượng natri phản ứng là 23 nhân 0,03 trừ đi khối lượng hydro thoát ra là 2 nhân với 0,015 tính được sẽ bằng 1,9 gram. Do đó đáp án cần lựa chọn ở đây là đáp án A. Thí dụ thứ ba, cho 7,5 gram rượu đơn chức no mạch hở tác dụng vừa đủ với natri thu được 10,25 gram muối kham. Công thức của rượu là CH3OH, C2H5OH, C3H7OH hay C4H9OH. Do rượu là no, đơn chức, mạch hở nên công thức phân tử của rượu sẽ có dạng là CnHn cộng 1OH. Chúng ta có cái sơ đồ phản ứng là từ rượu CnH2n cộng 1OH cho tác dụng với natri thì sẽ xảy ra cái phản ứng thế hydro của rượu để tạo ra muối natri alkylat CnH2n cộng 1ONa. Chúng ta có nhận xét quan trọng sau là cứ một mol NaOH phản ứng thì khối lượng
của chất rắn tăng lên sẽ là delta M lớn bằng 23 trừ đi 1 bằng 22 gram trên mol. Mà độ tăng khối lượng thực tế như đề bài đã cho là bằng 10,25 trừ đi 7,5 bằng 2,75 gram. Như vậy chúng ta hoàn toàn tính được số mol của nhóm OH đã phản ứng sẽ bằng là delta M nhỏ chia cho delta M lớn bằng 2,75 chia cho 22, tức bằng 0,125 mol. Do rượu là đơn chất nên chúng ta có ngay số mol rượu chính bằng số mol nhóm OH và bằng 0,125 mol. Có khối lượng của rượu, chúng ta tính được M lớn của nó, tức là khối lượng mol tương tự của rượu sẽ bằng là 14M cộng 18 bằng 60. Giải phương trình bậc nhất này, chúng ta tìm được giá trị của N bằng 3. Vậy, công thức phân tử của rượu là C3H7OH. Đáp án cần lựa chọn là C. Thí dụ thứ tư, đây là một câu trong đề thi đại học với A năm 2007. Cho 15,6 gram hỗn hợp 2 ancol rượu đơn chất kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, tác dụng hết được 9,2 gram natri, thu được 24,5 gram chất rắn. Hai ancol đó là A. C3H5OH và C4H7OH, B. C2H5OH và C3H7OH, C. C3H7OH và C4H9OH và D. CH3OH và C2H5OH. Ở đây chúng ta chưa biết được là lượng kim loại natri đã cho vào là hết hay là dư. Đây là cái khó khăn lớn nhất của đề bài này. Nhưng với phương pháp bảo toàn khối lượng, ta hoàn toàn tính được cái khối lượng của hydro thoát ra. Áp dụng phương pháp bảo toàn khối lượng, chúng ta có là khối lượng của rượu cộng với khối lượng natri đã cho vào sẽ bằng khối lượng của chất rắn sau phản ứng cộng với lượng hydro đã thoát ra. Từ đấy chúng ta tính được khối lượng hydro sẽ bằng khối lượng rượu cộng khối lượng natri trừ đi khối lượng chất rắn sẽ bằng, thay số vào là 15,6 cộng 9,2 trừ 24,5 bằng 0,3 gram. Gọi công thức chung của hai rượu là CN trung bình H2N trung bình cộng 1OH, đây là rượu no đơn chất mạch thở. Thế thì chúng ta sẽ có số mol của rượu sẽ bằng 2 lần số mol của hydro, tức là bằng 0,3 mol. Có số mol, có khối lượng, chúng ta tính ngay được khối lượng mol trung bình của hỗn hợp rượu bằng là 14 mol trung bình cộng 18 bằng 15,6 chia cho 0,3. Từ công trình này chúng ta dễ dàng tìm ra được N trung bình sẽ bằng 2,43. Như thế thì hai rượu sẽ có 2 và 3 nguyên tử carbon. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có đáp án là B. Lưu ý rằng là rượu ở đây nó là rượu no nên những phương án khác là không phù hợp.